mời bạn nữ. Ồ, dễ thương quá, chào bé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần giao lưu ha. Xin mời bạn nam, mình giới thiệu về bản thân. Em xin chào MC Quyền Linh nổi tiếng. Em xin chào MC Nam Thư. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Lưu. Năm 1994, em hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình. À, dạ, đồng nghiệp với anh. Vậy đồng nghiệp của anh đó. Mà em mới vô nghề thôi. Dạ, em đến từ tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên đó giới thiệu đi, đàn gái coi sao nào. Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Bên kia là Tuyền, bên đây là Lưu. Dạ. Đúng rồi. Hôm trước anh có làm mai cặp, bên kia là Lưu, bên đây là Manh. Ấy, bậy bậy. Có không? Có. Có hả? Nguyễn Thị Manh. Thì. Bên kia là Trần Văn Lưu. Chà, hai chồng giờ, kết giờ hợp. Có dính không? Cặp đó đi xa rồi. À, Tuyền, em nói về cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè. À dạ, cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết lắng nghe, chia sẻ này kia. Khuyết điểm của em là hơi lề mề, chậm chạp đúng không? Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái. Còn người khác không có nghe hả? Nhiều hơn con gái thì em chịu khó nghe hơn tí xíu. Trời dạ. Ơi. Em ít nói lắm, nhưng người ta nói em á thì em chịu nghe. Và em biết nói về tài lẻ thì em có hát hò xíu. Em máu nghệ sĩ lắm, máu nghệ thuật lắm. Còn lên sân khấu thì nó tới đâu thì hay tới đó. Khuyết điểm là gì? Hình như là không được cao lắm, hơi thấp nhẹ xíu. Em miền Quảng Nam á, vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu. Dạ. Em thấy em đâu nông dân gì đâu. Không, em mặc đồ trọng hơn anh. Mặc đồ là mình gọn gàng vậy thôi. Chứ còn em là cái chất em nó vậy á, nó mộc mộc vậy đó, nó bọc trực. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên bên nhà gái cái nào. À dạ, em trải qua hai mối tình à. Mối tình cũng gần đây nhất là cách đây một năm rồi chị. Rồi tại sao mình chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình có bắt tận tay dây tận mặt không hay là mình sao mà bắt được? Đoán không đoán bắt được nhưng mà em cảm nhận cái ông kia. À, dạ. Hay là hỏi tới ông mà ông Nguyễn Yên đó. Đừng để nhà gái phiền lòng nha. Đúng dạ. Rồi, không cho đem bên, cô dâu về đâu đó. Bên đó thấy một người đẹp rồi, không biết người kia đẹp không? Đẹp. Chắc không chị Thư? Bao đẹp. Profile của em gửi về chương trình đó thì có ghi là lý do mà mình vẫn là ế bị tỏ tình mà sến quá không thích. Có dạ, không? Vấn đề có. Đó là gì? Dạ từ vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá. Lố quá đó nha. Ngồi lố nha. Quá đó nha. Ngồi thục vô. Ôi, bạn này bên này hỏi. Chào em. Dạ chào chị. Ừ, giờ mình mặt đối mặt nè. Lanh quá trời lanh nè. Có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Tình dạ. Trường sao kể nghe nè. Em cũng hai mối tình. Hai mối tình. Hình như là mối tình thứ hai là cũng cách đó khoảng đó một năm. Ừ sao dạ. Chia tay? Tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao? Cũng có khả năng là có một cái lý do là xa. Vì em mới vào, sau đó em vào Sài Gòn. À tức là tới thời điểm này thì em vào Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm. Sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa. Bản thân em ngoại hình là em không có đẹp rồi nè, thành ra là em sẽ bù đắp lại ở thôi. Vì đặt khiêm tốn giả bộ nói ngoại hình không đẹp giả bộ hạ xuống chứ chị lên... đang khen hay đang chửi em vậy? Không, cái này chị nghiêm túc. Chị hết sức là thẳng thắn nhìn vào ngoại hình của em, hết sức là sáng sủa, biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ mix màu. Ok, có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập bập bập. Nhưng mà biết tại sao em rất là bập không? Dạ không ạ. Tại vô em nói ào người ta tâm rớt. Có em cái xin đâu dám nói đâu, em ruột rè lắm. Mặt này có lăng nhăng không? Ai dám nói trời. Cái bây giờ bà em... mối khai thác rất nhiều thứ đây nè. Em trai bình tĩnh. Dạ. Rồi để xem đàn gái coi. Chào em Linh. Chào em gái. Em nghe bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào? Bạn ấy nó nhiều á. Hơi lanh bởi vì MC mà. Đôi khi cũng bù qua giùm em. Em hơi nó ít. Ghét tật xấu của người đàn ông gì? Thuốc ạ. Thuốc thuốc. Không có. Rồi. Nhậu. Ít lắm. Thì ít nhậu lắm, nhậu xong đâu nói được đâu. Ừ. Không gọn gàng. Ừ, không gọn gàng. Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Cao 1m65 à. Đừng hỏi lại. Gọn gàng sạch sẽ. À, gọn gàng, đẹp trai. Hơi điềm đạm một xíu ạ. À. Em dễ thương á. À, dạ, không nói. Điềm đạm, bình tĩnh lại cho anh. Nha. Dạ. Rồi. Nãy chị Thư nói, hỏi thì em nói thôi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại à, có mẹ hả? Dạ. Lưu là con thứ mấy trong nhà cô? Lưu là con út. Rồi cô thấy con dâu tương lai bên kia thế nào nè? Dạ,
bé thằng à. Bé cũng dễ thương. Bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè. Cô đó về làm dâu với mình hợp không cô? Đó, hơi đứa ăn thôi. Nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương. Con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó. Ừ. Bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm. À cô ơi, vậy là mình bay từ ngoài Đà Nẵng vô đây luôn hả? Bay từ ở Quảng Nam chứ. Đi máy bay gió đét lắm nhưng mà vì con tôi phải đi rồi chứ. Trời, bữa nay trúng lễ. Dạ trúng lễ rồi. Giá vé gấp đôi đó. Dạ. Ở ngoài đó, ngoài Quảng Nam cô có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có nhưng mà ít. Dạ. Con mở, em mở cho mẹ coi mấy lần gần đây. Giờ mẹ coi trực tiếp, ngồi im đó để nghe mẹ nói. Dạ. Cô, chú ở nhà làm gì cô? Làm công tác xã hội. Công tác xã hội hả? Ừ. Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Mẹ em mà đẹp lắm. Ba con em cũng điển trai lắm. Mà luôn giúp em. Ba trời ơi, cưng lên hỏi... sóng, cưng dạch mặt ba cưng vậy để chị để lên chứ. Quên, em quên. Để ông ba tại... biết chứ. Đó. Ở nhà hay giỡn với ba lắm. Rồi thành ra, lúc nào giỡn thì giỡn. Dạ. Lúc nào mình điềm tĩnh phải điềm tĩnh nha. Dạ dạ, em hơi quá. Ngồi im. Rồi bây giờ mình gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè. Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ. Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh và cô Nam Thư. Em là em họ của chị Hạnh Tuyền. Theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều. Bù vô cái tính ít nói của chị. Chị của em thì hiền lắm, nhát nữa. Nên là trước giờ không có anh nào cua nổi chị em á, nhát lắm. Chào hai vị MC, chào bạn trai. Mình tên Sơn, là đồng nghiệp của bé Tuyền. Nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt nói xíu, mình về chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? Bắt đầu đi. Hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện. Cũng có duyên khi gặp trên chương trình, thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này, mình sẽ cũng sẽ hát một bài tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Cảm ơn. Bạn có biết ý nghĩa của cây đó là gì không? Cây này là cây kim tiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Không. Dạ đúng rồi, cây này là may kim mắn thì... này. Cùng tên với bạn này. À không, đây là cây kim tiền. Còn bạn tên Hạnh Tuyền, nó cũng tiền hả? À tuyền, à bên kia tiền hả? À sao nhỉ? Cây kim tiền này là mang đến sự may mắn và thành công mà. Cái này nó đồng nghĩa tên Kim Tuyền nó giống tên của mình. Cảm ơn Tiền. À cái cây này á, biết chơi không? Không, bạn có thể chỉ mình chơi được. Dạ chỉ luôn ha. Những người mà chơi được đàn á, nghe thì có vẻ như là nghệ sĩ nhưng mà phải rất là điềm đạm mới chơi được. Nhưng okay, bạn đủ tỉnh không? Có kìm đàn đâu. Đủ tỉnh không? Giờ bạn cầm nha, quạt theo mình nha. Tay phải đâu, cho ta lên. 2, 3, súng, mạnh mẽ lên, thoải mái lên. Bình tĩnh, cái đầu phải tỉnh. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Quạt chứ phải là móc. Từ từ nha, bình tĩnh nha, không có gì cả. Bạn làm như mình đánh cái cánh tay như nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, cứ về nha, tập nha. Tập một tuần như vậy, rồi sau đó qua gặp mình sẽ chỉ tay trái sau. Ok, tay phải nhớ chưa? Yeah. Rồi bé Tiền ngồi đi bé. Có thể hát tặng bạn gái. Vâng, bài hát được mang tên Hoặc là Em Chê Anh Rồi. Tấm màn che hai đứa, có một người con gái đang ngồi đó, sao tôi nhìn không thấy? Có một chàng thanh niên hát về người con gái, mong là sẽ biết được mặt nàng. Tò mò em là ai? Tò mò em thích tôi không? Tò mò em đang nghĩ gì thế? Chắc là em cũng đang do dự.
Bây giờ phải làm sao? Chắc phải nhờ anh Linh sang bên đó ngỏ lời giùm tôi với, nói rằng em tên Lưu, đẹp trai nhưng không cao, rất chịu khó chăm lo gia đình, là một thằng đàn ông không dài gái, là một thằng đàn ông rất ga lăng. Vậy là đủ để em về đôi anh chưa? Chắc là em đã mỉm cười rồi. La 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 la. Mong ra chúng ta sẽ là của nhau. Chắc là em cũng đã mỉm cười. Hình như em đã mỉm cười rồi. Hoặc là em đã chê anh rồi. Chị chỉ em bí kíp đi cô gái. Tới thích cô nào đừng nói gì hết, móc đàn ra đàn hát đứng lên về là hay được. Quá. Anh định nói câu đó. Chào Tuyên, ai sắm bộ đồ cho vậy? Thiệt, đáng khen nó đều đẹp. Mình tự sắm hay là người thân sắm? Mình tự sắm ạ. Ồ, cũng có gu thẩm mỹ ha. Là đôi giày là đi đôi với bộ đồ luôn ha. Đúng rồi. Làm sao không nhộn? Cái thằng này nó tù đô dữ vậy ta. Bây giờ cưng ơi, mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao 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 rồi tính yêu đương sao, tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này. À chào Tuyên, Tuyên có câu hỏi gì cho Lưu không? Bạn thấy mình sao? Hay lắm. Xinh xinh lắm. Làm kế toán. Đúng rồi. Làm bao nhiêu lâu rồi? Làm hơn năm á. Trước đó mình làm gì ta? Trước đó là mình đi học. Đi học. À rồi cái mình có thích cái nghề kế toán không? Thích rồi mới học chứ. Thích cái gì ở nghề kế toán, mình có thể chia sẻ một tí xíu không? À mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng? À không phải, nha, ý là bạn muốn hẹn hò. Bây giờ mình phải yêu đương sao? Hết. Bây giờ anh tạm ngưng mình đàn trai. Đúng rồi. Đàn gái, em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này? Dạ em thấy anh nói nhiều, anh cũng vui, anh hát hay nữa. Ừ. Dễ thương. Dễ thương. Em là người quyết định hết trong cuộc chơi này. Em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha. Không cho anh này nói nữa. Dạ, giờ em đấn sân. Rồi. Cái gì mà mất 65 có cần thiết không? Bạn vì hỏi đi. Lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa. Mình có giày độ. Thiệt. Rồi bạn hỏi đi. Bạn biết làm việc nhà không? Đây hỏi mẹ. Mẹ là người chứng kiến tất cả. Mình là út trong nhà, mình như gái trong nhà vậy. Từ khi đi Sài Gòn á, mẹ nhớ lắm là tại không ai rửa chén giùm. Ý là mình cũng vậy có là được. Nếu ví dụ mình làm việc này thì bạn làm việc kia, có thể chia sẻ lẫn nhau. À là ý là có gì làm giùm hả? Không, ý là chia sẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, mình rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này, nam phải làm kia. Đôi lúc mình rất ít nói, thực sự là như vậy. Không phải là, nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi. Con gái mà ít nói như bạn, hiền hiền như bạn á, thì mình nó thuộc cái tiếp người mà mình thích. Nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là thích. Mình thì nhiều lúc mình lên chương trình mình cũng hơi bị rung. Mình không có dám nói những điều sến súa. Nhưng mà nếu mà nói thích hay không thì có. Rồi, hết thời gian. Không cho bạn nói luôn. Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình. À, nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là đó không phải là người mà mình tìm kiếm, không sao. Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được. Nha, thời gian bắt đầu nha. 3 2 1 Hết thời gian. Thôi. Có bóng mà. Có bóng mà. Tức lại với nhau. Chúc mừng cả hai bạn. Tụi anh ủng hộ các em, mà nắm tay nhau ủng hộ các em.
Nói để hiểu, để thay đổi nha Lu nha. Những chiếc chào mừng anh. Dạ, em xin chào anh chị bên biên tập viên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Thì bây giờ đầu tiên thì Minh Anh sẽ giới thiệu về một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình để mà bọn mình được nắm thêm về thông tin của bạn nhé. Dạ. Dạ, em xin phép tự giới thiệu qua về bản thân của mình. Em tên là Minh Anh, sinh năm 1991. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh, cụ thể là kinh doanh online. Em bán hàng nước hoa và mỹ phẩm. Em thì đã, tình trạng hôn nhân của em thì em đã ly hôn cách đây 3 năm, từ năm 2019. Và có một bé năm nay được 4 tuổi, bé trai 4 tuổi. Thì em có muốn đăng ký tham gia chương trình để mong muốn là tìm được một người phù hợp với mình. Rồi ok. Minh Anh ơi, hiện tại là đang ở Hà Nội, mình nếu ghi hình ở Sài Gòn thì Minh Anh vẫn bay vào đã tham gia được đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, em sẽ sắp xếp để bay vào trong đấy tham gia được. Ok, rồi bây giờ cái lý do vì sao mà mình ly hôn nè, và mình kết hôn bao nhiêu bao lâu, lý do vì sao mình ly hôn, mình anh chia sẻ cụ thể cái này ha. Dạ, bọn em kết hôn được khoảng 2 năm, hơn 2 năm thì bắt đầu là chúng em, từ khi kết hôn là cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, ví dụ như là không hợp, rồi là vẫn còn kiểu chắc là trẻ con, nóng tính, đen tuông, nhiều nhiều cái mâu thuẫn liên quan đến cả bố mẹ hai bên, gia đình hai bên. Thế là cuối cùng căng thẳng quá thì hai người cũng không thể nói chuyện với nhau được nữa, và cuối cùng quyết định đưa đến quyết định là ly hôn. Thì sau đó là em đang nuôi bé con, em và bé con đang ở cùng nhau. Từ đấy đến giờ em cũng kiểu mình tập trung vào công việc và nuôi con thôi. Em cũng chưa có thời gian hoặc là chưa muốn mở lòng mình để tìm kiếm và gặp gỡ hay là hẹn hò ai. Nhưng mà kiểu bây giờ cảm thấy con cũng bắt đầu lớn hơn một chút rồi, và mọi người cũng cứ tham gia bảo là thôi bây giờ cũng phải dành thời gian để tìm hiểu ấy. Tìm hiểu để cho bản thân mình, nhiều lúc áp lực hay nhiều lúc stress thì cũng có người để mà chia sẻ, dành buồn cho mình đỡ buồn. Là Minh Anh kết hôn là năm bao nhiêu? Em kết hôn đăng ký kết hôn thì là tầm cuối năm 2017. 2017 ở với nhau. Rồi hiện tại là công việc mình online, kinh doanh online cũng làm tại nhà thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Em muốn kiểu làm như vậy để mình có thời gian mình. Trước thì em cũng đi làm công ty ấy, sau khi thì nghĩ là bảo bây giờ mình phải tập cho khi ly hôn xong ấy, thì bắt đầu em nuôi con thì là thấy kiểu một mình mà vừa vừa chăm con thì rất là vất vả mà thời gian gò bó. Thế là em bắt đầu là em tìm hiểu, em học hỏi, là em bắt đầu chuyển hướng sang bắt đầu kinh doanh online để mình có thời gian mình ở nhà tập trung nhiều thời gian cho con hơn ấy. Ok. Minh Anh chia sẻ cho chị một xíu về những cái gọi là điểm mạnh, điểm yếu của mình ha, cũng như là cái hình mẫu mình mong muốn nha. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là để mà nhìn ban đầu thì chắc mọi người cũng nhận xét là tôi cũng ưa nhìn, cũng ưa nhìn và cũng biết kiểu như là mình gọi là cũng giao tiếp với mọi người cũng khá là hòa đồng, dễ hòa đồng, vui vẻ, tự chủ độc lập, tự chủ được cuộc sống của mình, không muốn dựa dẫm vào ai cả. Nếu mà gặp được người ưng ý thì cũng có thể là người khá tình cảm, biết quan tâm, biết nấu ăn. Điểm yếu của em thì chắc là đôi khi cũng hơi nóng tính. Mỗi lần nóng tính lên là mình làm gì thấy hiền vậy mà cũng nóng lắm hả? Dạ, nói chuyện đây thì cũng bình thường, để mà nói chuyện thì mọi người cũng nhận xét là em khá là hiền, nhưng mà khi nóng lên chắc là cũng có không, em biết nhịn. Ví dụ là
để mà nóng trước thì chắc là ít khi em nóng trước, nhưng ví dụ khi khi bạn của mình mà nóng lên thì mình lại kiểu không biết nhịn, thế là cũng tại đôi co qua lại với nhau. Ok, bây giờ Minh Anh mong muốn tìm kiếm một hình mẫu như thế nào về những tiêu chí như là ngoại hình nè, tuổi tác, vùng miền, công việc ha? Dạ, tiêu chí của em thì cũng cũng không cần khá nhiều. Để mà tuổi tác thì chắc em muốn tìm một người hơn mình tuổi chứ không muốn ít hơn, vì là em muốn một người đàn ông trưởng thành. Nói chung là cũng vì mình cũng đã từng trải qua cuộc hôn nhân rồi ấy, mình có gia đình rồi, mình cũng muốn một người nếu mà cùng cái hoàn cảnh như mình được thì là tốt, để người ta cùng thông cảm và thấu hiểu, chia sẻ được cho mình. Về vùng miền thì em ở ngoài Hà Nội, thì để mà được ngoài cùng Hà Nội được thì là cái tốt, còn là tốt nhất. Còn không thì chắc là ở trong Sài Gòn cũng được. Thì em cũng muốn là nếu mà cảm thấy có cơ hội mình có thể thay đổi môi trường sống của mình cũng không sao. Về tính cách thì em muốn một người đàn ông không gia trưởng, biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương gia đình và có lòng yêu thương cả con riêng của mình. Và người đàn ông đấy cũng gọi là phải có thu nhập ổn định. Rồi là người này thì đang sống và làm việc ở đâu thì được? Em thì thích nhất là ở Hà Nội. Là vậy đó hả? Dạ. Rồi là mình ở Hà Nội xong mình không có tìm ai được, xong mình vào Sài Gòn mình tham gia chương trình xong muốn tìm người ở Hà Nội. Thì em cũng thích, tức là cái thích nhất thì ở Hà Nội thôi, còn nếu mà sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì cũng được ạ. Tại vì em thấy mọi người nói là gái Bắc mà yêu trai Nam thì có khi cũng rất là hợp. Em biết để muốn thử xem sao ạ. Rồi ok, nói chung là mình cứ cho mình nhiều cơ hội ha. Trước mắt thì như vậy, có gì là có thông tin gì cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ liên lạc lại với Minh Anh ha. Dạ em cảm ơn ạ. Ok, chào Minh Anh. Điểm mạnh và điểm yếu và kinh nghiệm tình trường để mà bạn có thể nắm bắt được những cái thông tin sơ bộ về bạn nhá. Xin mời bạn. Ok, thì trước tiên là cảm ơn chương trình đã gọi tới phỏng vấn ngày hôm nay. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đan, họ tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Đan, mình sinh năm 1992, và năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 30. Công việc hiện tại của mình là nhân viên văn phòng, mình làm bên bộ phận nhân sự. Quê quán thì mình quê ở gốc ngoài Bắc, nhưng mà hiện tại thì gia đình mình đã chuyển vào Sài Gòn được gần 10 năm. Đó, thì hiện tại thì đang sinh sống ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì nói chung mọi người, bạn bè và đồng nghiệp thì đều nhận xét ấy, mình là người có trách nhiệm, nói được, có thể làm được. Nói chung là có khả năng độc lập trong cuộc sống. Còn điểm yếu thì có thể là nhiều lúc ấy, mình cũng hơi mạnh mẽ quá. Thế nên cũng khó tìm được một cái người phù hợp với bản thân mình. Rồi, vậy thì còn về kinh nghiệm về tình trường thì Đan đã trải qua nhiều mối tình chưa? Hiện tại, đến thời điểm hiện tại á, thì mình có trải qua 4 mối tình. Nhưng mà đến hiện tại thì đều đã kết thúc rồi. Và cái người gần đây nhất mới chia tay là cách đây nửa năm. Thường thì những cái điểm chung của khi mà mình thất bại trước những cái mối tình đó thì bạn có suy nghĩ là nó có nguyên nhân từ đâu không? Do phía mình hay do phía người ta? Mình nghĩ là tất nhiên là cả ở hai phía. Thứ nhất là có thể là do cái sự phù hợp của mình, hoặc là người đó họ cảm thấy không phù hợp, hoặc là họ có một cái con đường riêng khác cho họ nên là họ muốn kết thúc. Thì khi mà cái mục đích, mục tiêu mà to lớn khi mà bạn đến với lại bạn muốn hẹn hò là bạn kiếm cái mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Hiện tại thì mình muốn tìm một người mà thứ nhất, nếu như mà họ có thể hơn mình, tức là về tuổi tác và sự nghiệp thì có thể là ok. Thứ hai, nếu như mà trong khả năng mà không có người như vậy thì mình có thể chấp nhận người mà, tức là họ có thể thông cảm,
Bởi vì thực tế là cái công việc của mình cũng khá là bận rộn, và mình cũng kiểu như là một người khá là cuồng công việc ấy. Cho nên là nếu như người đó có thể chấp nhận được cái điều này thì nó sẽ tốt hơn. Còn về quê quán hay là nơi ở của người đấy thì có quan trọng gì không? Mình mong muốn là người đó sẽ ở Sài Gòn và định cư ở Sài Gòn luôn. Mong muốn là... Hoặc là gần khu vực Sài Gòn. Ví dụ như Đồng Nai, Vũng Tàu. Bình Dương cũng được. Ok. Bạn có tài lẻ gì không ạ Đan? Mình là một người khá thích là đi du lịch. Thường thì cứ 2-3 tháng một lần mình sẽ đi du lịch, và mình có thể chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh được, thì nó cũng là một cái tài lẻ. Và viết lách nữa, cũng có khả năng viết lách. Cũng mong muốn là sẽ tìm được một người bạn trai mà có thể cùng với mình cái sở thích mà đi du lịch. Đúng rồi, có thể là như vậy. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ bọn mình bên mình sẽ phỏng vấn bạn và gọi là cái bước đầu làm quen, sau đó thì tìm một cái người nào đó mà có thể phù hợp đối với bạn. Ở chương trình mình sẽ liên hệ và làm nội dung chi tiết hơn với bạn cho ngày. Ok, cảm ơn Đan rất là nhiều. Ok, mình cảm ơn chương trình nhiều nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị.